Thưa quý vị và các bạn, nằm rất gần với trung tâm của thành phố Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái đang dần trở nên quen thuộc và thu hút rất nhiều người dân và du khách đến đây tham quan, tắm biển, vui chơi, giải trí và đặc biệt là hòa mình vào không gian thể thao biển. Qua đó thì bãi biển Mân Thái đã góp phần hoàn thiện bức tranh du lịch biển Đà Nẵng vui tươi, sinh động và hấp dẫn. Khám phá bãi biển Mân Thái và điểm nhấn là những hoạt động thể thao biển là nội dung của chương trình 360 độ du lịch kỳ này. Ngay bây giờ đây chúng ta cùng đến với bãi biển Mân Thái. Go. Có rất nhiều hoạt động thú vị không thể bỏ qua tại bãi biển du lịch Mân Thái, khiến bạn phải thức dậy từ rất sớm. Trong đó có một bộ môn thể thao, đó là chèo súp, có thể tạm hiểu là chèo ván phao, lướt ở tư thế đứng. Từ 4 giờ sáng, những người yêu thích bộ môn thể thao này đã có mặt tại bãi tắm Mân Thái, tập kết dụng cụ, chuẩn bị ván phao và mái chèo để sẵn sàng lao ra phía biển, chinh phục những con sóng, đón những tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới. Ngoài giới thiệu về dụng cụ và các bước chuẩn bị, hai bạn trẻ của chương trình còn được anh Phạm Hùng Vĩ và các cộng sự nhiệt tình hướng dẫn những kỹ thuật đầu tiên của chơi súp. Chào mọi người đến với chương trình chèo súp buổi sáng của Maya Explorer. Em là tên là Duyên ạ. Thì ban đầu là mình sẽ được training về kiến thức về chèo súp cũng giống như là an toàn ở dưới nước khi chơi. Sau đó mình sẽ di chuyển đến điểm đến ở ngoài kia. Mình sẽ chèo ra, sau đó mình sẽ dừng lại ăn sáng uống nước. Thì người chơi muốn có sự đảm bảo an toàn thì trước hết là phải có áo phao và hiểu được nội quy của khi chơi súp như thế nào. Thì bây giờ là mình giới thiệu về cái vấn đề chiếc súp của mình, thì phân biệt được đâu là đầu, là mũi thuyền và đuôi thuyền. Đuôi thuyền thì bao gồm có cái fin để định hướng sự ổn định cho chiếc ván. Yeah. Thì mình sẽ lật lại như thế này ha. Ở đây thông thường mình có 3 cái loại fin. Khi vào đây xong là mình sẽ khóa lại. Khi chơi hoặc không chơi nữa thì mình sẽ lật lên, ok? Yeah. Rồi, làm cách nào để lên ván và khi bị ngã khỏi ván. Vị trí của chúng ta là cái hanger này, là tay nắm. Vị trí đây là cái dây lít kết nối cho cái đôi vào đôi chân của chúng ta để làm gì? Để khi bị ngã thì cái dây lít này nó sẽ lôi chiếc thuyền không đi xa khỏi cơ thể, tức là vào vị trí để thân ván vào và quỳ trước cho nó tập thăng bằng, tay nắm thẳng tay vuông góc. Điều quan trọng là cái máy chèo ở phía trước của chúng ta là phải hình cong này là ở phía trước và hình lõm là ở phía sau. Tay nắm thì thẳng tay và vuông góc 90 độ để mình chồm người tới. Kéo về đến ngang hông là thẳng người rồi. Và sau đó mình đổi hướng ha. Mình thông thường thì tầm độ 3 cái là mình sẽ đổi bên. Khi đổi bên thì tay mình để ván để máy chèo lên ván và đổi tay, sau đó là để xuống. Chèo tiếp tục. Thì để cho sự ổn định của chiếc thuyền đi thì thông thường 3 đến 5 lần là mình phải đổi bên qua lại. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một thử thách ngay lập tức được bắt đầu. Sau vài phút choáng ngợp, thì hai bạn trẻ của chương trình gần như đã thích nghi với sự dập dờn của dòng nước và hòa nhập với không khí xung quanh. Trong khi đội chơi súp đang tận hưởng những phút giây sảng khoái, tràn đầy năng lượng ở hòn súp,
thì không khí trên bãi biển dần trở nên sôi động hơn, bởi nhiều người đã chọn biển làm nơi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, luyện tập thể thao và tắm biển. Sống ở đây là đã 30 mấy năm, gần 40 năm rồi. Thì biển Đà Nẵng ở đây là rất đẹp và rất nhiều khách du lịch. Thì do đợt Covid này thì nhưng mà giờ thành phố đã khách du lịch đã về lại và rất là đông. Và cái hoạt động sub như thế này là đã được hơn 3 năm trở lại đây. Và một năm này là rất là đông. Thì các bạn hoạt động rất là sôi nổi và chấp hành theo cái quy định của bãi biển bãi tắm này. Thì đây là một bãi tắm rất là đẹp. So với các thế giới thì bãi tắm ở Đà Nẵng mình là thu hút rất nhiều khách. Sau khoảng một giờ thỏa sức với dòng nước mát lành và những con sóng biếc, những chiếc súp đầu tiên đã vào bờ. Đây là cái bộ môn khá dễ chơi, thì mình muốn được tiếp xúc gần gũi với biển, thì bạn mình có chơi, đâm ra là cái nhóm mình, thế là mình bị bắt đầu tập chơi theo. Mình thấy là sóng rất là dễ chịu và rất là dễ để mà mình có thể chèo sắp những người mới như mình. Thì với lại cái nước biển đấy cũng rất là đẹp nữa. Biển Đà Nẵng là một trong những biển đẹp nhất thế giới, nên là được chơi ở đây thì rất là hay, khung cảnh rất là đẹp. Khi mà các bạn ra ngoài kia thì mặt trời lên thì rất là đẹp ạ. Không nơi nào có thể sánh bằng biển Đà Nẵng quê mình ạ. Vui, rất là phấn chấn khi được tham gia chèo bộ môn thuyền súp. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà Tuấn chèo súp ở trên biển Mân Thái như thế này. Cảm giác rất là thú vị. Và ai biết không, khi mà mình vận động á, thì trong buổi sáng này thì cũng cảm thấy rất là sảng khoái cho tinh thần và thể chất. Tạo thêm rất nhiều nguồn năng lượng tích cực tràn đầy năng lượng mới. Đúng chính xác rồi, là như vậy. Để chúng và ta có thể là mọi người cũng nên thử cái hoạt động này trên biển Mân Thái. Thì ai cũng nghĩ vậy đó. Để phát huy tiềm năng và giá trị của bãi tắm biển Mân Thái, tạo dựng một thương hiệu bãi tắm biển đầy màu sắc, sôi động, văn minh, sạch đẹp, không chỉ là trang rỡ của những người yêu biển, yêu thể thao biển, mà còn là sự hoạch định và triển khai chiến lược của ngành du lịch. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về tiềm năng của bãi biển Mân Thái thì ngay bây giờ Quang Tuấn sẽ trò chuyện với anh Phan Minh Hải, là phó trưởng ban ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Vâng, xin chào anh Hải ạ, anh có thể chia sẻ một chút về tiềm năng du lịch của bãi biển Mân Thái được không ạ? Như các bạn được biết thì cái điều kiện tự nhiên của bãi biển Mân Thái và Thảo Quang thì rất là đẹp, bãi cát thoi thả, nước rất là êm và rất là cận với bán đảo Sơn Trà. Nó nằm trên cái chuỗi kết nối những cái điểm du lịch của biển và bán đảo, nên cái việc tiềm năng để phát triển cái du lịch ở khu vực này rất lớn, rất là cần thiết. Nhất là trong cái điều kiện là hiện nay khu vực Phạm Văn Đồng và Mỹ Khê cũng như Mỹ An, chúng ta đã thấy nó có dấu hiệu quá tải. Thì cuối năm 2019, thành phố đã phê duyệt cái đề án du lịch sinh thái cộng đồng Thảo Quang Mân Thái. Hiện nay là ban quản lý cùng với vị quy hoạch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà để tiến hành đo đạc quy hoạch theo cái chủ trương của đề án. Vâng, thưa anh, với những cái kế hoạch vậy thì không biết chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn nào trong việc triển khai để biến cái khu vực bãi tắm Thọ Quang cũng như là ở Mân Thái thành một cái điểm du lịch cộng đồng. Thứ nhất đó là cái khu vực này hiện nay là hiện trạng là khu vực đậu đổ thuyền thúng của người dân các phường ven biển, thì chính vì thế nó sẽ cản trở cái việc mà phát triển du lịch một phần ở khu vực này. Tuy nhiên trong đề án thì chúng tôi cũng đã định hướng quy hoạch những khu vực để người dân có thể neo đậu thuyền thúng, và trong phát triển du lịch chúng ta cũng giải quyết sự hài hòa giữa cái phát triển du lịch và cái nghề truyền thống của ngư dân địa phương. Cái thứ hai là hạ tầng hiện nay kết nối giữa các khu vực thì đã được đầu tư thành phố đồng bộ. Tuy nhiên là khu vực này cái lưu thông cũng rất là lớn, tốc độ rất nhanh, nó sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ an toàn tai nạn giao thông cho cái việc mà tiếp xúc giữa du khách ở phía tây đường và phía bờ biển. Và cái mà quan trọng nhất là cái yếu tố nguồn nhân lực cho du lịch. Thì thật sự mà nói thì đa phần người dân địa phương là ngư dân chưa được đào tạo qua các nghiệp vụ về kỹ năng để phục vụ khách du lịch. Vâng, xin cảm ơn anh Hải và hy vọng trong thời gian đến thì bãi biển Mân Thái sẽ tiếp tục trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách thành phố.
ngoài súp, một trong những bộ môn thể thao làm cho bãi biển du lịch Đà Nẵng trở nên đẹp đẽ và sinh động hơn chính là windsurf, thuyền buồm lướt gió và sailing, thuyền buồm. Chơi hai bộ môn này cũng thật đặc biệt. Bất kể thời điểm nào trong ngày, miễn sao điều kiện thời tiết phù hợp và đặc biệt là lực gió thuận lợi. Tức là môn sailing này thì nó không thể là gọi là để cho phổ biến cho một cá nhân, mà nó cần phải có một sự tập hợp của tất cả các nhiều người cùng chơi. Thì thông thường thì bộ môn sailing này là đem đến cho mọi người trải nghiệm là bằng cần phải có một cái sức khỏe tốt cộng với là am hiểu về gió và thời tiết, đặc biệt là phải nắm được gió, hướng gió. Thì trong kỹ thuật của cái bài sailing, chúng tôi đã có tương tác và chỉ bảo cho anh em làm sao để chơi cho nó an toàn. Dù đã rất thỏa sức ở bộ môn chèo súp, nhưng trước sự hấp dẫn của thuyền buồm, Quang Tuấn đã không ngần ngại một lần nữa chinh phục nắng gió. Sau một ngày trải nghiệm một số bộ môn thể thao biển ngay tại một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, mới thấy rằng thiên nhiên đã thực sự ưu ái cho thành phố Đà Nẵng. Những cảm xúc đặc biệt tràn đầy năng lượng, sảng khoái và đầy tự hào cũng đang ngập tràn trong những trái tim yêu biển. Những trải nghiệm thú vị, vui vẻ và độc đáo tại bãi tắm Mân Thái đã giúp cho Thiền An nạp thật nhiều năng lượng để hoàn thành những công việc cho một ngày mới. Có đúng là như vậy, trở về với biển là được tận hưởng những sự ưu ái của thiên nhiên và đồng thời cũng là cơ hội để có được những trải nghiệm mới, những trải nghiệm vui trong hành trình chinh phục biển khơi và những con sóng. Và đến đây thì chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng của Đà Nẵng TV xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ 21 giờ thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh Đà Nẵng TV1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.